À, với cái đề mục là phá thai Đấy Thì à, Khi à, Đấy mọi người thấy được nha Khi nút trước là sư bắt đầu sư nói Đó nó bắt đầu nó bắt đầu là mạng chèn Đấy nút nãy là lúc đầu Nó rất là nhiều người Tức là báo nó rất nhiều người nên xem Nhưng mà khi sư nói cái câu đó ra Cái nó bắt đầu là mạng chèn Đấy mạng chèn không cho Tức là hạn chế cho Những người khác những những người đang vào xem, những người đang xem thì sư không biết là bao nhiêu người. Rồi những người chưa vào xem thì bắt đầu là hạn chế là những người chưa vào xem là là không vào được, không biết, Đấy. không biết cái sự là sư phát trực tiếp. Đấy do đó là khi mà cái mạng nó chèn mà cái gì đó là sư biết, sư biết rất là nhiều. Bởi vì là khi sư là khi là sư kết thúc video đi là có rất nhiều người xem là sư biết rồi thì sư mới chia sẻ cho tất cả mọi người là à, một quý thầy à, à, phát cái video là à, nói à, có một người con gái ngồi đó một người con gái thì nói chung là cũng là đã là trung tuổi rồi trung tuổi rồi với bắt đầu là với à, sư chỉ lướt qua thôi nha sư không cần nghe tỉ mỉ gì, từ đầu đến đuôi đâu sư chỉ lướt qua thôi thì à, bắt đầu là cái người con gái đó kéo cái chân kéo cái chân lên kéo cái chân lên thì thấy là cái chân nó phù dẫm đúng không mọi người nó phù dẫm cái chân ra rồi nó như là những cái hình hình đại ý là mình nghĩ cái gì thì nó ra cái đó đúng không mình nghĩ mình tưởng tượng như thế nào thì nó ra cái đó nó hình nó giống như là cái mặt người như nọ như kia vân 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 đại ý là như vậy thì bắt đầu là, là vị à, thầy đó mới nói là vậy thì trước à, có phá thai không có phá thay không thì cái vị đó nói là có, có, con nói bạn, con phá ba lần, ba lần, đấy. Thì sư chỉ cần nghe đến đó là sư không cần nghe nữa, đấy. Sư chỉ cần nghe đến đó là sư không cần nghe nữa là sư sẽ biết được là cái nội dung ở đằng sau nó như thế nào là sư biết được hết. Do đó là sư mới chia sẻ, sư mới chia sẻ cho tất cả mọi người cái video đó thì uh, mọi người mới biết được thì à, sư muốn nói ở đây là cái um, chuyện này thì sư muốn chia sẻ sư muốn chia sẻ là chủ yếu là những người uh, cha mẹ cha mẹ mà có con gái đấy chứ còn có con trai thì tức là 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 con trai thì nó 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 quá là vô tư đúng không mọi người con trai thì nó quá là vô tư nhưng mà con gái thì khi mà có con gái thì tất cả mọi người biết được nhiều những gia đình còn thậm chí còn phải coi như nọ như kia vân 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 rồi coi từng bước đối với cái thời xưa đúng không? coi từng bước mà cuối cùng là nó vẫn cứ xảy ra, nó vẫn cứ xảy ra những cái chuyện nó không may. đấy thì do đó là cái chuyện mà mà có con gái là nó bao giờ nó cũng 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 yếu thế ở cái điểm đó đúng không mọi người? nó nó yếu thế ở cái điểm đó hơn nữa Sư chia sẻ cho mọi người là Đức Phật đã biết từ 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 cách đây hơn 2.000 năm rồi đúng không Đức Phật đã biết cách đây hơn 2.000 năm do đó là khi Đức Phật mới có cái 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 trong cái luật, Đức Phật mới nói là người sinh ra con gái là có 10 cái 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 no nắng Đấy. không nói gì đến sinh con trai nhưng mà nói đến sinh con gái có 10 cái no nắng bởi vì là à, tất cả những cái nào nuôi con này rồi là dạy con rồi khi lớn lên này con có thuận lợi có xây dựng gia đình được không có lấy được người chồng hạnh phúc có lấy được người chồng thương yêu con mình hay không Đấy. rồi no nắng cả từ cái vấn đề mà khi mà người con đó đã đi xuất giá rồi tức là đi lấy chồng xây dựng gia đình rồi À, có bị cái 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 người con rể đó họ phụ bạc không rồi à, có một cái ngày đã nào đó mà mà vợ chồng chia đi rồi người ta trả à, con mình lại à, cho gia đình như nọ như kia đó là một mười cái 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 nỗi no của những cái người mẹ mà sinh ra người con gái Đức Phật đã biết cách đây hơn hai ngàn năm đúng không mọi người thì tất cả mọi người thấy được là đức Phật rất là trí tuệ đúng không? rất là trí tuệ đã 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 biết được những cái điều đó rồi đấy thì à, đấy là sư sư sơ qua về cái luật của nhà Phật sau đó là sư nói tới nói tới cái việc à, phản hồi cái video phản hồi cái video thì à, bây giờ sư à, nói thì nó rất là lan dài nó rất là lan dài trong cái cuộc sống thì à, nó rất khó khăn nó rất năng dài đúng không mọi người? có khi là à, cái à, cô này thích cái ăn này thì cái ăn này ăn ấy hờ hững đấy ăn ấy hờ hững rồi có thể là ăn ấy yêu hờ đúng không ăn ấy yêu hờ có thể là ăn ấy chiếm đoạt đấy có thể là ăn ấy dùng mọi cách là ăn ấy chiếm đoạt ăn chiếm đoạt rồi là khi mà chẳng may có thai ra thì ăn ấy không lấy đúng không ăn hay không đấy thì tất cả mọi người thấy được khi mà chỉ những cái trường hợp mà gọi là khi mà cái thai nó quá to đấy nó quá to rồi thì người ta không dám làm đấy người ta không dám làm sợ là nó rất là nguy hiểm đấy có thể là à, nó 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 gây những cái hậu quả sau này đối với cái người phụ nữ mà có khi là có thể là có nghĩ là nó nó nguy hiểm, sư cứ nói tóm tắt như thế nó rất là nguy hiểm. Rồi có thể cũng sau này nó gây cho cái người con gái đó sau này không thành cái vô sinh cũng có, đấy đại ý là nó nguy hiểm. Nó nguy hiểm nhưng mà nó nhiều những cái cách nguy hiểm khác nhau, mỗi người nó có một cái căn cơ, nó có một cái nghiệp khác nhau, đại ý là như vậy thì khi mà đã to rồi thì không dám làm đúng không mọi người không dám làm không dám làm thì lúc đấy thì thừa hỏi mọi người thừa hỏi người bố người mẹ có đau khổ không đúng không người bố người mẹ quá đau khổ đúng không người bố người mẹ mà nếu giữ theo cái gia trưởng giữ theo theo cái gia trưởng thì có thể là bỏ con như thời ngày xưa thì bỏ con gọi là gọt đầu bôi vôi đấy đuổi ra đường đúng không như thời ngày xưa đấy nhưng mà thời bây giờ thì có thể là cũng rất là à, có nghĩa là cái sự à, không thể kìm nén được đấy có thể là nói con như nọ như kia rồi con có nghĩa là cũng 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 nghĩ về bố mẹ như thế như thế thì sống cũng nhục nhã rồi như nọ như kia rồi làm cho bố mẹ đau khổ vân 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 thì cũng có thể là đi đến một cái con đường tiêu cực. Đúng không? Đi tới một cái con đường tiêu cực cũng có. Đấy. Thì nói chung là nó vô cùng. Nó rất là vô cùng. Đấy. Nhưng mà nếu như mà còn ướt ngài. Đúng không mọi người? Còn ướt ngài thì lúc đó thì nó vẫn... Nó vẫn có một cái cái gọi là nó không nó không hại gì đến nhiều. Đấy nó không hại gì đến nhiều sức khỏe của cái người đó đấy mà lại tiếng tâm lại êm đẹp bố mẹ cũng không xấu hổ mà cái người đó có thể là mình vấp ngã một lần đúng không mình vấp ngã một lần rồi mình rút kinh nghiệm trong cái lần sau để mình giữ gìn cũng như là mình tìm được một cái người mà nó thật lòng yêu mình Người ta thương mình, người ta đến với mình một cái sự thật thà, đúng không? Thì nó cũng vẫn cứ là, nó vẫn cứ là tốt đẹp, đúng không? Nó vẫn cứ là tốt đẹp. Bây giờ, trời ơi, các thầy uh, chia sẻ những cái video đó, các thầy giảng những cái vi, video đó. Khi phá thai thì trời ơi, rồi nào là nghiệp quả quả báo như nọ như kia thì bao nhiêu con các Phật tử không may nỡ ra, không may nỡ ra. Người ta không lấy, cứ để sân. Cứ để sân đúng không mọi người? Thì tất cả mọi người thấy hậu quả nó như thế nào ở trên ở trên cái 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 trần gian này, đúng không? Hậu quả nó như thế nào thì mọi người phải biết được hậu quả nó làm cho nhiều người đau khổ chứ. Đúng không? Bố mẹ cũng đau khổ này. Bản thân cái người đó cũng đau khổ. Đấy trời ơi khi mà 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 tự nhiên ấy, không có chồng mà, mà 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 sinh con ra như thế này thì tất nhiên là cái người hẳn hoi là người ta sẽ không lấy rồi đúng không mọi người rồi cũng à, những cái sự nọ sự kia rồi những hoàn cảnh nọ hoàn cảnh kia được có thể là để con ở nhà cho bố mẹ hoặc là gửi con rồi đi làm ăn xa đi làm ăn xa vâng vân 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 thì tất cả mọi người thấy được cái việc đi làm ăn xa thì tất cả mọi người biết được đúng không nó cũng thành một cái con người nó xa đọa rồi nó nói chung là nó không hay rồi kết cục cuối cùng nó cũng không hay đúng không mọi người do đó là khi các thầy chia sẻ thì à, nói thật sư rất là là sư dùng cái từ là sư 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 không thích cũng có hai nữa là sư à, à, gọi là là sư không 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 cứ dùng cái từ là sư bất bình hay là sư phản hồi mạnh mẽ ở cái chuyện này đấy tức là không các thầy không nên chia sẻ cái chuyện này nếu như có cái 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 khóa gọi là cầu siêu cho các thai nhi đấy cầu siêu cho các thai nhi thì tất cả mọi người biết được người vợ chồng với nhau cũng có những người cũng thai nhi cũng bỏ đi rất là nhiều đúng không vợ chồng do hoàn cảnh à, xa xảy cũng có này rồi có khi không có kinh tế này rồi do cái lý do là lý do kia được cũng phá bỏ thai nhi rất là nhiều chính sư cũng đã hát cái cái điều đó đấy chính sư đã 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 nghĩ ra một cái bài hát mà mà hát về cái uh, cầu siêu phá bỏ cái thai nhi cái cái, cái, cái tuyết vu nang đấy nghe nó cũng rất là hay đúng không mọi người thì sư cũng hát rồi nếu như ai nhờ mình vẫn cầu mình vẫn cầu nhưng mà mình không nên mình làm cái video mình đưa lên rồi, sư chia sẻ cho mọi người, nó là một cái video hù, hù dọa đấy, hù dọa trời ơi, à, thế ngày xưa bác à, có phá thai hay không? dạ dạ dạ, bạch thầy con phá ba lần con phá ba lần, trời ơi sư chia sẻ cho mọi người nhé, có người người ta tâm sự người ta phá tới 10 lần, có người phá tới 12 lần, rồi người ta có làm sao đâu, người ta cứ đẹp như giời mọi người do đó là sư biết rằng là cái video đó là các thầy đó muốn nôi kéo muốn nôi kéo những cái 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 cái, cái à, khoa cầu siêu cho các thai nhi vân 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 nhiều vị sư cũng còn tới tận những cái bệnh viện rồi cũng mở cái cầu siêu đó thì toàn tiền của các đại gia thôi toàn tiền của các đại gia thôi mình cũng à, bộ tịch như thế tới cái 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 bệnh viện rồi cầu siêu cho các thai nhi như nọ như kia rồi mình lại được ăn vào mình lại được thêm lộc rất là nhiều đúng không mọi người do đó là tất nhiên là cái việc đó là sư không không phản đối nhưng mà nếu như người ta nhờ mình thì mình vẫn cứ cầu thôi nhưng mà mình đừng làm cái video như thế thì cái việc này thì sư à, đưa ơn cái sự rất là 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 muốn nè à, chia sẻ tới à, những cái 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 cặp cha mẹ, cặp cha mẹ mà có con gái đúng không? Con gái bởi vì nó bao giờ nó cũng 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 yếu thế hơn, nó yếu thế hơn bởi vì là mọi người thấy được ví dụ như là nó rất là nhiều cái lý do, đấy, nó rất là nhiều cái lý do. Bây giờ nó nhiều cái lý do là à, à, nhiều cặp bây giờ thì à, sống thử, đấy, sống thử nếu như mà à, hai cái người đó mà cái người con gái đó mà có tương lai. Có tương lai thì à với cưới, với đi đến cưới đấy. Mà nếu không có tương lai thì cứ từ từ đã 5 năm, 3 năm vân 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 vân. Mà nếu như không có cái tương lai thì có thể là không không xây dựng nữa đúng không? Bởi vì người ta nghĩ là không chắc, không chắc ăn. Đấy có những cái đôi, có những trường hợp thì như thế, đấy có những cái trường hợp nữa là có những cái trường hợp nữa là ví dụ như là ở bên phía nam giới ở bên phía nam giới người ta rất thích cái người kia người ta rất thích cái người phụ nữ này người ta rất thích người ta chỉ tìm cách là người ta muốn lấy cái người này làm vợ Đấy. muốn lấy cái người này làm vợ nhưng mà người ta cứ vẫn là no sợ là không biết mình có lấy được không không biết mình có lấy được không thì người ta tìm cách người ta sẽ đại ý là 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 hai người gần gũi nhau rồi có cái kết quả, đấy, có cái kết quả thì chắc ăn, chắc ăn cho người ta đúng không? thì không bao giờ có cái chuyện mà có cái kết quả rồi mà cái đằng 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 nữ này từ chối cái đằng nam kia thì nó rất là hiếm, nó phải là trăm người với có một người như thế. còn đâu khi mà đã cái, cái 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 đằng nữ mà đã có kết quả rồi thì bao giờ cũng phải bám lấy đằng nam, sợ đằng nam người ta bỏ đúng không mọi người? người ta gọi là cá cắn câu mà sợ đằng nam người ta bỏ thì sẽ đi tới cái việc đó thì thôi cũng là tốt cũng là khi mà người ta yêu nhau thì rất là tốt thôi còn đâu những cái trường hợp mà như sư nói lúc đầu như sư nói lúc đầu là người ta cứ yêu đại đấy cái đằng nam đấy người ta cứ yêu đại người ta cứ yêu đại có thể là người ta nếm tương người ta nếm tương có thể là người ta yêu mấy cô con gái liền một lúc người ta yêu mấy cô liền một lúc đấy thì người ta có thể là người ta nếm tương như thế nhưng mà cuối cùng người ta không lấy người ta không lấy thì cái hậu quả đó là đằng phía nhà gái phải chịu mà đằng phía nhà gái phải chịu nếu như mà cái 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 người con gái đó mà người ta không nhút nhát người ta không sợ nó mới đầu thôi thì có thể là người ta tâm sự với cha mẹ đấy hoặc là người thân tâm sự với người thân thì à, người ta giúp cho người ta giúp cho thì lúc đấy nó 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 còn mới mọi người nó còn mới thì nó không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe mà mình vẫn có thể mình làm lại cuộc đời mình làm lại cuộc đời được rồi mình sẽ tìm được cái người mà thương yêu mình sau này thì nó vẫn hơn là mình khi mà mình nghe cái video của các thầy nói trời ơi quả báo như đó như kia rồi cứ khi mà con mình không may có cái chuyện đó thì cứ để ra sinh con ra đúng không mọi người thì nó Ảnh hưởng rất là nhiều đúng không mọi người Thì à, sư mong rằng là Cái video này sư à, à, Phản hồi cái video này sư sẽ đưa lên Sư sẽ đưa lên làm sao à, Nhiều người chấp nhận Như, Nhiều người chấp nhận là sư nói Phải là đúng à, Đừng có ném đá sư nha Đừng có ném đá sư Và hôm nay sư mới à, có một cái ý tưởng mới có một cái ý tưởng mới thì à, có những thầy thì thích kéo tai, có những thầy thì thích nâng mũi, nhưng mà riêng về cái cái à, nông mày mà có tướng, nông mày dài, nông mày rủ như phật thì chưa thấy thầy nào làm. À, hôm nay sư có một cái ý tưởng là cái nông mày à, nó như thế này đây, nếu như mà uh, có quý thầy nào làm thì rất là tướng đúng không phát tướng rất là nhiều vừa là tai cũng đẹp này rồi mũi cũng đẹp này rồi nếu như được đôi mài mà này dài này kéo xuống như thế này thì rất là phát tướng đúng không mọi người xin chào và tạm biệt tất cả mọi người mong rằng là cái video này cả là này chia sẻ cho cộng đồng hơn nữa là chia sẻ cho tất cả những uh, gia đình mình uh, có con gái có con gái thì bao giờ cũng phải no hơn cũng yếu vế hơn đúng không mọi người xin chào và tạm biệt tất cả mọi người